Xin chào các bạn đã đến với kênh Cây Sa Đen Hòa Bình. Hôm nay mình có thời gian rảnh, mình sẽ làm một cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm cây sa đen bên mình. Trước mặt các bạn đây là thân lá cây sa đen mà bên mình vừa mới thu hái và chặt ra. Đây các bạn nhé, đây là cái cây sa đen này các bạn này. Đấy, cây sa đen bên nhà mình. Đấy, nó hình răng cưa này, răng cưa nhưng nó thưa các bạn nhé. Trên là xanh thẫm, dưới là xanh nhạt hơn. Đấy, các gân lá này, các gân lá này, đấy, được chưa? Đây thế các bạn này, đây là những cái lá bánh tẻ các bạn nhé, đây là lá bánh tẻ này, đấy, cây sa đen này chuẩn Hòa Bình luôn, đấy, cái răng cưa này thì nó dày hơn một chút, đấy, các bạn nhé, đấy. Trong những ngày vừa qua thì có một số khách hàng hỏi mình là uống cái cây sa đen tươi này nó có độc hay không, đấy, nó có độc hay không? Và uống sả đen tươi hay sả đen khô thì cái nào tốt hơn? Đấy, thì hôm nay mình xin trả lời các bạn câu hỏi đó. Trước khi trả lời câu hỏi đó thì đây là mình cũng giới thiệu qua các bạn này là cái thân cây sả đen. Đấy, thân cây sả đen thì đây là cái do sả đen nó là cái dạng thân leo nên thân của nó là rất là nhỏ các bạn nhé, thân nhỏ, to nhất chỉ bằng ngón tay cái. Đấy, còn nếu các bạn nào mua phải cái thân mà nó to lát mỏng bằng ba đầu ngón tay này, đó là cây giả các bạn nhé. Đây là thân cây sả đen các bạn này, đây là cái thân non của nó này. Đấy, khi chặt đặt một thời gian thì nó màu sẫm, gọi là màu nó thâm thâm, đầu nó thâm hơn các bạn nhé. Đấy, đầu nó thâm vào. Đấy, chứ không phải màu đen các bạn nhé. Sả đen thì chặt ra không phải là màu đen đâu ạ. Một số khách hàng có hỏi mình là tại sao mà thân cây sả đen chặt ra nó lại không màu đen. Đấy, mà nó chỉ sẫm sẫm này thôi. Đấy, thì sả đen chính là cái gọi của dân tộc Mường bên mình. Đấy, các bạn nhá, chứ không phải là chặt ra nó màu đen đâu các bạn ạ, nó chỉ hơi thẫm thôi. Đấy, đặt ra đây mình chặt một lúc là đặt nó hơi thâm thâm cái đầu. Đấy, chứ không phải nó màu đen các bạn nhá. Rồi ạ. Để quay lại cái câu hỏi đó thì mình xin trả lời đó là uống cây sả đen tươi này, đun nước cây sả đen tươi này uống có độc hay không? Thì xin thưa với các bạn, nó là uống cây sả đen tươi này thì nó không hề độc các bạn nhé. Nếu nhà gia đình các bạn mà có cây sả đen này thì các bạn có thể là ngắt lá, các bạn hãm trà hoặc là cho bình đun, các bạn đun uống thay nước lọc hàng ngày rất là tốt. Đấy, được chưa? Ngoài ra thì cái câu hỏi thứ hai là uống cây sả đen tươi hay khô thì cái nào tốt hơn? Thì theo kinh nghiệm của bên mình thì đối với những người bình thường, các bạn uống để hỗ trợ, để phòng ngừa rồi là giải độc gan, thì các bạn uống tươi hay khô đều được cả. Đấy, như bạn có uống tươi cũng rất tốt và uống khô cũng vậy, thì các bạn dùng đun nước thì cũng rất là tốt. Còn đối với những người dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh về u bướu ung thư thì các bạn nên phơi sao vàng hạ thổ cái lá và thân cây sả đen này đi để các bạn kết hợp với những cái dược liệu khác. Ví dụ các bạn dùng 25g thân lá cây sả đen đã phơi sao vàng hạ thổ kết hợp với lại 50g sả đen đã phơi sao vàng hạ thổ kết hợp với 25g bán chân liên, 25g bạch hoa xà để hỗ trợ điều trị các bệnh về u bướu ung thư. Đối với lại về ung thư gan thì các bạn có thể kết hợp thêm mấy cây cải gai leo. Đấy, còn về xơ gan cổ trướng thì các bạn có thể kết hợp với lại cây các bạn có thể kết hợp với lại cây an xoa các bạn nhé. Đấy, đúng không ạ? Gan này thì kết hợp với cải gai, còn đối với lại xơ gan cổ trướng thì các bạn kết hợp với lại cây an xoa. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể kết hợp với lại một số loại dược liệu khác như là chè dây hay là ké đầu ngựa vân vân. Đấy, để các bạn có những câu hỏi nào thì các bạn cứ alo qua mình, cho mình qua số hotline là 0976 836 586 để các bạn, để bên mình tư vấn cụ thể kết hợp cây nào với cây nào để hỗ trợ điều trị bệnh cho nó tốt hơn. Đấy. Và các bạn có nhu cầu mua cây sả đen cũng với lại các cái loại dược liệu khác thì hãy liên hệ với mình qua số hotline là 0976 836 586 hoặc là các bạn đến trực tiếp
cái cơ sở bên nhà mình là ở thôn Nom Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hoặc truy cập website đó là cây-sa-đen-hoa-bình.net hoặc dược-liệu-hoa-bình.net.vn để tìm hiểu thêm những cái loại dược liệu nữa các bạn nhé. Các bạn thấy video này hay, ý nghĩa thì các bạn hãy chia sẻ, subscribe kênh, đăng ký kênh ạ. Nhấn vào cái chuông bên tay phải để nhận nhiều video hơn nữa từ kênh Cây Sa Đen Hòa Bình. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn thấy hãy chia sẻ để nhiều người biết hơn nữa các bạn nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.